Chào anh em nhá. Hôm nay là một video cập nhật nhanh. Sau một tháng sử dụng cái hệ điện mặt trời lưu trữ này, độc lập có lưu trữ. Hệ 1,2 kW điện mặt trời có lưu trữ. Đó, 16 bình ắc quy của mình. Thì hôm nay là ngày hôm nay là hơi âm u này, trời ngoài trời đang mưa. Gió âm u. Công suất hiện tại vào lúc 5 giờ chiều thì nó rơi vào khoảng 174W này, trời âm u. Đó. Cái bộ này mình lắp đến hôm nay là được một tháng nhá. Mình lắp bắt đầu tính từ ngày 11 tháng trước, thì hôm nay là ngày mùng 10, mùng 10 tháng 8. Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8. Đó, thì tổng số điện mà những tấm pin mặt trời ở trên mái này nó cho ra là đã được khoảng 180 kWh rồi. Đó. Thì ở đây mình có ghi lại những cái ngày đầu mình ghi lại, thì cái ngày nhiều nhất của nó cho ra với ngày nắng đẹp nó cho ra được từ 79,9 số này, hôm sau là được 88,1 này, có nghĩa là đó, có nghĩa là 8,2 kWh ngày nhiều nhất này đó. Đến ngày hôm sau đây là 96,3 nữa, cũng là 8,2 kWh. Đó, hai cái ngày mình ghi nhận là nhiều nhất, thu được điện nhiều nhất là hai ngày liên tiếp thu được 8,2 kWh. Còn các ngày khác thì loanh quanh khoảng hơn 7 số, 6 số đến 7 số, không làm được ít thì khoảng tầm 3, 4, 5 tùy từng hôm nhé. 3, 4, 5 số gì đó, loanh quanh đều đều thì cứ khoảng tầm trên 5 số điện một ngày. Đó. Trong vòng một tháng thì cái bộ của mình đã cho ra được 180 số điện. Ngày hôm nay ngày mùng 10 là coi như là tròn một tháng. Đó. Cái tấm những tấm pin mặt trời ở trên nó cho ra được 180 kWh, chuyển đổi qua các cái con inverter hay con kích điện sạc vào bình thì loanh quanh trừ hao đi thì số điện ra thực tế rơi vào khoảng tầm 130 đến 150 số nhá, sử dụng thực tế. Thế mình tính trừ hao như vậy, còn nó tấm pin cho ra từng này điện. Đó. Với cái hệ điện mặt trời 48V có lưu trữ với 16 bình ắc quy xe điện cũ. Thì như thế này cũng là khá là ok với 10 triệu đồng. Đó. Ok, chào anh em nhé. Đây là video cập nhật sau một tháng sử dụng bộ mặt trời lưu trữ hệ độc lập 48V, bộ mặt trời pin năng lượng mặt trời ve chai của mình. Đó, để cập nhật cho anh em xem. Con kích inverter này thì hoạt động khá hiệu quả nhé. Dòng công suất tối đa của nó liên tục là 2.100W. Mình cũng cắm liên tục sử dụng hàng ngày thì nó cũng rất là ổn định, không xảy ra lỗi này, lỗi làm gì. Ok, chào anh em nhé, cảm ơn anh em đã xem video của mình.